Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Chủ đề tôi gửi đến quý vị hôm nay là Kính bạch thượng tọa, cho con hỏi nguồn gốc của ngày lễ Noel và đúng ngày 25 tháng 12 là ngày Chúa Giáng sinh hay không ạ? Xin mời thầy giải thích cho chúng con nghe. Vì nguồn gốc của ngày Giáng sinh đó thì thầy cũng có giải thích mấy lần rồi, cho nên thầy không có muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Điều mà thầy muốn nhắc nhở đó, mỗi tôn giáo thì có ngày thiêng liêng riêng. Ngày Noel mà cho từ gọi là ngày Chúa Giáng sinh đó thì theo có nhiều giả thuyết, cho ra không phải là ngày sinh của Chúa, mà ta chọn cái ngày cuối năm như vậy nó thuận lợi nhất cho cái việc tổ chức. Còn là Phật tử thì ngày thiêng liêng của chúng ta là ngày Phật đản sinh. Theo cộng đồng Phật các thế giới đó là ngày rằm tháng 4 âm lịch. Dạ vâng, các bạn nghe rồi, cho tôi xin phép được phân tích điều thế này. Ông đưa lên một cái video cách đây 2 ngày và nhìn trong cái video này đó, một cái người mà cái trình độ tối thiểu nhất, cũng cái video trên cái kênh mà Đạo Phật Ngày Nay có cái tên là ngày 25 tháng 12 có phải là ngày Chúa Giáng sinh hay không? Trả lời vấn đáp với Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thì tôi xin phép thưa với quý vị như thế này, tôi muốn nói đến cái tội giọng ngữ của ông Thích Nhật Từ. Bằng chứng là quý vị và các bạn thấy đó, một cái câu hỏi tôi nghĩ rằng nó không có quá trên 10-20 chữ gì đó, và một cái người Phật tử là người Bắc, họ đứng lên họ hỏi ông Thích Nhật Từ chỉ có một câu đơn giản thôi: kính bạch thượng tọa, cho phép chúng con được hỏi là ngày 25 tháng 12 hàng năm có phải là ngày Chúa Giáng sinh hay không, Chúa sinh ra đời hay không, đại ý là như vậy. Thì tôi xin phép thưa với quý vị và các bạn, với một người Bắc thì các bạn biết á, là họ mồm lo mép giải như thế nào. Mà nếu cái câu hỏi đó xuất phát từ một người Phật tử đó, của cái vị Phật tử đó đó, thì đâu có cần gì phải cầm giấy đọc quý vị. Một cái câu hỏi đó nếu xuất phát từ tâm của mình, là một cái sự thắc mắc từ tâm của mình, thì đâu có cần gì mà mình phải cầm giấy đọc. Nhưng mà chính cái người Phật tử này đã cầm tờ giấy đọc và đọc rất là ngượng ngập. Quý vị thấy đọc chữ không có trôi, đọc rất là ngượng ngập. Thì cho thấy rằng cái câu hỏi này không từ tâm của cái vị Phật tử này, mà là một cuộc set up, một cuộc dàn dựng, viết sẵn cái tờ giấy và người này chỉ có trách nhiệm đứng lên để đặt câu hỏi mà thôi. Tôi nghĩ là cái câu chuyện đó một cái người rất là bình thường cũng đã thấy, và ông Thích Nhật Từ đã dàn dựng đạo diễn một cách rất là vụng về. Bằng chứng là như vậy thì ông trả lời và với cái thái độ là giống như là không muốn trả lời nữa, chuyện đã trả lời rồi, đã nói rồi, và bây giờ trong cái thế ép thì phải trả lời lại, vân vân và vân vân. Thì các bạn thấy là ông ấy là một thầy tu, nếu ông nói ông là tu thì ngay cả cái đầu video này ông đã phạm một cái tội rất là lớn, đó là tội giọng ngữ. Thấy một người mà không có một chút liêm sỉ nào cả, khi mà mình đã dàn dựng một cái câu chuyện như vậy rồi còn đóng vai trò ta đây là người công minh chính trực trong cái hoàn cảnh ta không muốn nhắc lại, mà bây giờ ta chỉ bắt buộc phải nhắc thôi. Sau đây tôi mời quý vị và các bạn nghe tiếp một cái đoạn mà của Thích Nhật Từ trong cái bài thuyết giảng này. Còn là Phật tử thì ngày thiêng liêng của chúng ta là ngày Phật đản sinh. Theo cộng đồng Phật các thế giới đó là ngày rằm tháng 4 âm lịch.
Còn theo Phật giáo Đại thừa, trong đó có nước Việt Nam đó, thì Đức Phật bản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Và từ năm 1964 đến nay đó, thì giáo hội Phật giáo tại Việt Nam đã linh hoạt tổ chức tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 kết thúc vào ngày rằm tháng 4. Cho nên là Phật tử, chúng ta không nên tham dự lễ Noel, cũng không có ăn ké lễ Noel. Thì phải dùng cái từ ăn ké, vì phải có cái ngày thiêng liêng của mình đâu mình đi tham dự. Hiện nay thì vẫn có cộng đồng Phật tử, mặc dù á, ở góc độ là công dân thì phải bị được quyền, nhưng mà ở góc độ tôn giáo mình không cần thiết. Quý vị cứ thử đặt ra câu hỏi đi, từ ngày mùng 8 đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, có người công giáo nào đi dự lễ Phật đản không? Không. Và ngày Noel á, là tín đồ của các tôn giáo đó thì họ vô nhà thờ. Cổ dân Phật tử mà hiểu đạo Phật lên tôi mơ thì đi chạy ngoài đường đi ăn ké là không nên. Cho nên ngày Noel hãy để cho những người theo đạo Công giáo, theo đạo Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, họ tổ chức lễ trọng thể. Vì trong văn hóa của các tôn giáo này, người ta phải làm như thế. Cũng giống như Phật tử chúng ta theo nền văn hóa Phật giáo thì phải làm trọng thể ngày Phật đản chứ. Ở lễ vực này thì quý vị nên tham khảo Ấn Độ. Lễ Tết Ấn Độ là lễ Diwali, và lễ Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 năm mới đó, người Ấn Độ không ăn mừng gì hết trơn á. Họ coi như ngày bình thường, không có gì xảy ra. Tại vì họ hãnh diện tự hào cái nền văn hóa gốc của Ấn Độ. Mà lễ Tết của người Ấn Độ đó là cái lễ tôn giáo, lễ ánh sáng, tức là ăn mừng rất là hoành tráng. Còn cái ngày 1 Tây tháng 1 là lễ Tết của những người theo đạo Công giáo, Tin lành, chống Chánh thống giáo, Anh giáo. Người Ấn Độ không ăn ké. Người ta phải biết hãnh diện tự hào cái quốc lễ văn hóa của mình. Còn người Việt Nam của mình á, vì mặc cảm tự ti dân tộc, chơi cái gì của nước ngoài là chúng ta tự học đòi theo. Mà làm Phật tử thì ta dứt quyết đó không, với việc ăn mừng sinh nhật của các đấng sáng lập ra các tôn giáo khác. Vì mình cũng phải tín đồ đâu mà mình đi dự những lễ đó. Còn đi ngoại giao thì ok. Ví dụ như giáo hội Phật ở Việt Nam đến ngày 22 tháng 12 đó, thì thường có cái tập tục là mình đi thăm viếng để chúc mừng lễ Noel ở tòa tổng giám mục tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Bắc đó, thì cũng đi thăm một cái tòa giám mục ở Hà Nội. Lẽ ra năm nay là thầy cũng nằm trong danh sách đi để chúc mừng, nhưng mà hôm đó thì thầy bận giảng cho nên là không thể đi tham dự cùng với lãnh đạo Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Về của người ngoại giao thì chúng ta đi chúc tụng nhau là chuyện bình thường, nhưng mà không có đi dự lễ, hai cái nó khác nhau rồi nhé. Và đến ngày Phật đản đó, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng cử một phái đoàn đến văn phòng 1 của giáo hội ở chùa Quán Sứ, văn phòng 2 của giáo hội ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, để chúc mừng Phật đản. Thế thôi, tới chúc mừng khoảng chừng 10 phút, 15 phút đi về. Thì đó là cái ngoại giao tôn giáo để làm cho các tôn giáo trở thành hài hòa, thân thiện. Vì Phật giáo mình là không có bao giờ gây hận thù, bạo lực, bạo động. Nhưng mà một số tôn giáo khác người ta có như thế trong lịch sử, chẳng hạn như năm 63 tại Việt Nam. Thì vậy cái thiết lập ngoại giao giữa các tôn giáo ở vai trò lãnh đạo sẽ làm cho các tôn giáo hài hòa. Chỉ như Phật giáo không có gây sự với ai rồi, thì cái ngoại giao đó là ok. Còn đi dự lễ ké, đi vào nhà thờ để dự lễ, hay đi ra đường để ăn mừng chung, cái đó là không nên. Chúng ta phải quý trọng văn hóa Phật đản của mình. Như thầy mong các vị Phật tử lan truyền thông tin này, để đến ngày Noel mừng Chúa Giáng sinh, hay là bất cứ ngày nào, chẳng hạn như ngày Giáng sinh của ngày Mohammed đạo Hồi, hay bất cứ tôn giáo nào, là Phật tử chúng ta nói không trong việc ăn ké hay là tham dự lễ. Thì có như thế thì mình phát huy được
bản sắc văn hóa đặc thù của Phật giáo. Thưa các bạn, thì các bạn thấy rằng như tôi đã nói đó, ông kêu gọi những người Phật tử là đừng bao giờ tham gia cái ngày lễ Noel, ngày lễ Giáng sinh đó. Thì như tôi đã khẳng định rồi, ông sẽ không bao giờ làm thành công điều đó. Mà không phải riêng ông, tôi nói là bất kỳ một cái người nào mà cao tăng, bậc cao tăng nào nữa của Phật giáo Việt Nam á, đều sẽ không làm nổi cái điều này, thưa ông. Và ở trong này á, ông có nói là ở bên Ấn Độ đó, không bao giờ có cái ngày Tết Tây. Mà không bao giờ có Tết Tây, không bao giờ có cái ngày Giáng sinh, mà cũng không có ai ăn mừng ngày Tết Tây hết. Ông nói sai rồi, không nói là tôi nói ông nói bậy đó. Ông có ở bên Ấn Độ thường không? Tôi ở 6 năm bên đó đó, tôi đi về về, tôi sống ở Dharamsala. Tôi có một cái văn phòng có cái tên là Vietnam Tibet Alliance ở tại thủ phủ Maslogan ở Dharamsala đó. Văn phòng của tôi đó là nói thật cho ông biết đó, là do Đức Lạt Ma đó, Đức Holy Lạt Ma ngài đã cấp cho tôi đó. Đã cấp cho tôi cái văn phòng đó ở ngay cả cái Lạt Ma Temple, cạnh bên Lạt Ma Temple, thị trấn Maslogan, thủ phủ Dharamsala của Ấn Độ. Và không phải riêng vậy, nếu mà tôi nói vậy thì ông nói là ông biết là cái ngày Tết Tây đó người ta ăn Tết linh đình như thế nào, người ta đốt pháo hoa rập trời như thế nào. Nhưng mà nói như vậy thì ông sẽ nói là ở chỗ đó là của Đức Lạt Ma. Cho nên có rất nhiều người là ngoại quốc, cho nên những người đó họ, người ngoại quốc họ ăn mừng. Thì tôi nói thật với ông, không có phải riêng gì ở Dharamsala hay Mạch Logan, mà cả New Delhi và ngay cả luôn ở cái miền Nam, ở dưới miền Nam của Ấn Độ là chỗ cái Buddha Gai. Ông có biết, ông có đến Buddha Gai rồi phải không? Tiếng Việt Nam mình gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Ở chỗ đó cũng bắn pháo hoa rập trời đó ông. Bây giờ tôi nói cho ông nghe. Tại sao ông lại phải có cái trách nhiệm chia rẽ tôn giáo? Tại sao ông lại có trách nhiệm đi so sánh vậy? Ông so sánh ông, tôi nói cho ông nghe. Ông nói như vậy thì tôi nói cho ông biết, ở Ấn Độ đó là cái nơi mà Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, ở bên Napan phải không? Ai cũng biết phải không? Ở Lâm Tỳ Ni phải không? Và ngài là cái người xuất phát từ Ấn Độ phải không? Và ngài đã nhập Niết Bàn ở Ấn Độ phải không? Ai cũng biết vậy phải không? Nhưng mà ông có biết Ấn Độ bây giờ làm sao không? Đạo Phật bây giờ là tiểu số đó không? Ông có tin tôi điều đó không? Đạo Phật bây giờ là tiểu số ở tại đất Ấn Độ. Bây giờ tôi hỏi ông, ngài Phật Đản có phải là ngài quốc lễ của Ấn Độ hay không? Ông tự mà biết đi nha. Còn không thì ông hãy tự tìm hiểu, hay là quý vị nào mà cảm thấy là lời nói của tôi không có trung thực đó, quý vị có thể tự tìm hiểu coi cái ngày lễ Phật Đản đó. Nhưng mà ông Nhật Từ ông nói đó là cái ngày lễ vào tháng 4 và hàng năm đó, ngày lễ Phật Đản đó, thì coi có phải là ngày quốc lễ của Ấn Độ hay không, hay đó cũng chỉ là cái ngày mà, xin lỗi ông, cũng giống như ngày Noel hay là những ngày Tết Tây, cũng là những cái ngày lễ như là ngày lễ Noel hay là ngày Tết Tây thôi, không hề có cái gì đặc biệt hết. Ông có biết không? Có hay chăng chỉ có ở Bồ Đề Đạo Tràng mà thôi ông à. Cho nên là cái điều của ông đó, tại sao là một người tu sĩ, tại sao ông lại phải hơn thua, phải tranh chấp và phải đề cao tôn giáo của mình? Ông thật sự đề cao Phật giáo không? Hay ông đang hại Phật giáo đó? Ông đang cố tình để làm hại Phật giáo. Trong cái video này ông nói là cái ngày mà lễ Phật Đản của chúng ta đó, thì không bao giờ, không hề có một người công giáo nào họ tham dự hết. Ông lấy gì làm bằng chứng là trong cái ngày lễ Phật Đản không có người công giáo tham dự? Nói như vậy, ấu trĩ như vậy mà ông cũng nói à? Ông có phải ông đang muốn diệt Phật giáo không? Và ông nói là không có người công giáo nào tham dự hết. Ông có kiểm soát từng người là có một cái giấy tờ gì để chứng minh người đó là không phải là người Phật giáo không? Thưa ông, giữa cái đám đông của cái ngày lễ Phật Đản, tôi khẳng định với ông, đều có rất nhiều người công giáo họ tham dự. Họ không có thể đi vào lễ giống như là cái người Phật giáo đó. Họ tham dự ngày Giáng sinh, họ chào mừng ngày Giáng sinh, nhưng mà họ đâu có đi vào thánh lễ, họ đâu có đi rước lễ, thì cũng như người Phật giáo vậy. Họ có thể đi cái ngày lễ Phật Đản do bạn bè, do thân tình
Nhưng mà họ không có mặc áo nâu, không mặc áo lam và họ không có đọc kinh giống như là cái người Phật tử. Ông làm sao khẳng định được là không hề có người Công giáo đi lễ Phật đản? Nói như vậy cho thấy ông ấu trĩ và ông đã cố tình muốn diệt đạo Phật và cố tình muốn chia cách giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Mà cái mục đích của ông là theo cái lệnh của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản là làm sao để chia cách tôn giáo. Rồi sợ, các ông sợ mà, sợ cái khối đoàn kết của dân tộc và sợ các tôn giáo liên kết với nhau. Ông sợ hơn ai hết. Nếu như như lời ông nói đó, là không có người Công giáo nào đi ngày lễ Phật đản, là không phải là người ta không có tín ngưỡng, không có tôn vinh Đức Phật hay là không có tôn vinh đạo Phật, nhưng mà bởi vì những cái ông thầy chùa giống ông vậy đó. Bây giờ tôi nói thật, ông hãy nhìn coi cái kênh YouTube của ông giờ được bao nhiêu người xem. Ông còn thua cái kênh YouTube của cô Sen Hồng hay là bất cứ những cái cô bán cá mới vừa lên, vừa bán cá ban ngày ban đêm làm YouTube á. Cho nên ông còn thua những cái kênh đó nữa, để ông biết được cái giá trị của ông nó như thế nào rồi. Và tại sao người ta không tới chùa? Không phải nói là người Công giáo họ không tới chùa ngày lễ Phật đản, mà tôi nói thật với ông là ngay cả người Phật giáo giờ họ cũng muốn lánh xa chùa nữa. Tại sao? Bởi vì ở trong chùa đó có những cái người tu sĩ giống như ông như vậy đó. Và người ta thấy rõ ràng các ông chỉ là cái người mà mặc áo Phật, mặc áo cà sa, mặc áo Phật để hại người và dùng tôn giáo để bức hại tôn giáo. Và người ta thấy được rõ ràng cái âm mưu, cái chỉ thị của các ông là theo cái lệnh của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam và đang muốn làm lũng đoạn tình đoàn kết dân tộc, và đồng thời ông muốn gây thù chuốc oán giữa tôn giáo này với tôn giáo kia. Một cái âm mưu quá là bị ổi và đê tiện, ông Thức Nhật Từ. Tôi nói thật là tôi không có lời nào cho ông. Tôi nói là không hiểu làm sao mà đến cái lương tâm của ông, tôi nói thật là không biết là bị gặm nhấm từ đâu mà ông có thể là bất nhân bất nghĩa tới mức độ như vậy. Bây giờ tôi trở lại cái video này của ông. Cái quan trọng nhất mà tôi muốn được chia sẻ cái video này của ông đó là bởi vì trong đó âm mưu của ông, cái thủ đoạn của ông nó nằm ở vào cái những cái giây phút cuối cùng. Nó đã lộ rõ được một cái bản chất hết sức là đê hèn và ti tiện của ông, và một cái sự thâm hiểm ác độc với cái tinh thần chia rẽ tôn giáo và dân tộc. Ông nói rằng đạo Phật là đạo từ bi bác ái vân vân, và không hề có bạo động, không hề có bạo động xúc động vân vân. Ông nói tới đó được rồi. Nhưng mà không, ông không ngừng tại đây. Giờ tôi cho ông nói gì cũng chưa hẳn đúng đâu, ông nói sai đó. Nhưng mà đáng lý ra ông nói tới đó ngừng được rồi, tôi không có phản biện ông. Nhưng mà ông lại nói cái câu là chứ không phải giống như mấy tôn giáo khác từ năm 1963. Đó là lý do tôi phản biện ông. Năm 1963, tôn giáo nào là tôn giáo bạo động? Tôn giáo nào là tôn giáo xúc động quần chúng? Tôn giáo nào tiếp tay cho Việt Cộng? Đó là lý do mà tôi phải gửi những cái video này. Dẫu tôi biết là cái video này tôi gửi lên đây sẽ rất tai hại cho kênh của tôi, nhưng mà tôi nói ông không có sao đâu, tôi không có thành vấn đề gì hết. Sập kênh này tôi mở kênh khác. Chỉ sợ ông, chỉ sợ những con người bất nhân bất nghĩa như ông, thì khi mà cái bộ mặt của ông đó, cái mặt nạ của ông rớt xuống đó, thì ông không còn có cơ hội để lường gạt ai nữa đâu. Và đó là lý do tôi trở lại hôm nay. Và đồng thời tôi muốn nói cho ông biết, ông đạo hạnh tới đâu? Ông có bằng sư phụ của tôi không? Ông ở cái hạng nào đối với sư phụ của tôi? Ông muốn biết là Phật giáo Việt Nam có bạo động hay không, và đã góp phần không những năm 1963 thôi đâu, và năm 1964, 66 cho đến ngày mục đích của các ông đạt thành, đó là ngày rước giặc vào nhà, đánh sập được cái nền tự do dân chủ của thời đệ nhất đệ nhị Cộng hòa. Nếu bây giờ các ông nói là cái đệ nhất Cộng hòa là gia đình trị đi, là phân biệt tôn giáo đi, và các ông nói là các ông đi đấu tranh bởi vì có những người Phật giáo đi biểu tình và đã bị bắn chết vân vân và vân vân, và ông nói là hãy ngưng ngay những cuộc thảm sát từ Phật giáo. Ai là người bắn những người đó vậy? Ông bắn à? Việt Cộng bắn à? Hay quốc gia bắn? Trong những đám đông các ông bạo loạn, các ông đã gây biết bao nhiêu tang thương cho đất nước các ông có biết không? Bây giờ tôi không có thời gian để nói mấy chuyện đó nha.
Nếu mà có, tôi sẽ có một cái thời gian nào, một cái video khác, tôi sẽ nói cho quý vị nghe cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào và chính những nhân chứng sống mà kể lại cho tôi nghe ra làm sao. Ở chiến địa máu lửa như thế nào và ở nơi cái hậu phương đó, thì các ông kéo bàn thờ Phật xuống đường và các ông muốn bức hại, bức tử cái nền Cộng hòa của dân tộc Việt Nam ra làm sao để làm lợi cho Cộng sản như thế nào. Các ông đã không những như vậy rồi, các ông còn bức tử cả những người đã đứng lên làm một cái cuộc cách mạng. Tôi nói chẳng hạn như sư phụ của tôi cũng vẫn còn bị những cái tên ma tăng lường gạt. Và bây giờ tôi mời quý vị và các bạn trước anh linh của thầy bổn sư của tôi, Hòa Thượng Thiện Thủ Thích Tâm Châu, tôi muốn gửi cái audio về bạch thư của thầy bổn sư của tôi để các bạn nghe và hiểu cái giai đoạn lịch sử khổ đau và dân tộc của chúng ta đã trải qua một cái cơn đại kiếp nạn của Phật giáo và dân tộc như thế nào. Đây là một lời nói của một người chứng nhân lịch sử và là một vị cao tăng. Giờ này tôi đã hiểu lý do nào mà tôi lại quy y đạo Phật và lý do nào tôi lại vô tình quy y Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Thì ra tôi có một cái vai trò là trả nợ cho ân sư của mình. Như người ta nói là nợ cha con trả. Và đây là món nợ của ân sư của tôi và tôi trang trải hôm nay. Tôi trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghe qua bạch thư của Hòa Thượng Thích Tâm Châu. Bạch thư của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, đại nạn của Phật giáo và đất nước. Bài này viết năm 1966. Sang năm 66, Đại hội Giáo hội lại bắt buộc tôi phải làm viện trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa. Giáo hội e ngại các tướng lãnh tranh giành ảnh hưởng nhau, không thể có cơ sở vững vàng để xây dựng đất nước được. Giáo hội yêu cầu hội đồng lập hiến. Sự yêu cầu này được phát động khắp các cấp giáo hội, nhưng chỉ trong vài tháng, việc yêu cầu bầu cử quốc hội liệt lập hiến đã được chính quyền các tướng lãnh chấp nhận vào ngày 14 tháng 4 năm 66. Sau khi phong trào bầu cử quốc hội lập hiến đã được thỏa mãn, nhân danh viện trưởng, tôi đã gửi thư thông cáo tới các nơi biết ngưng sự tranh đấu và chỉ đặt các chương trình xây dựng đạo pháp mà thôi. Ngày 2 tháng 5 năm 1966, tôi đáp máy bay sang Colombo, thủ đô của nước Tích Lan, cùng đại biểu tăng già các nước soạn thảo hiến chương và thành lập Giáo hội Tăng già Thế giới, bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 1966, và tôi đảm trách chức vụ phó chủ tịch. Từ Tích Lan trở về, tôi ghé thăm Malaysia và Singapore để cảm ơn sự hỗ trợ tinh thần trong cuộc đấu tranh năm 1963 vừa qua. Vào 11 giờ sáng ngày 29 tháng 5 1966, tôi về tới Sài Gòn, được tin đang có biểu tình trong thành phố Sài Gòn và một số nơi khác tại miền Trung. Tôi không hiểu, khi tôi đi vắng ở nhà có Thượng tọa Trí Quang, Thượng tọa Thiện Minh, do đâu lại phát động lại phong trào tranh đấu. Tôi về tới Việt Nam Quốc tự, bước chân vào cửa văn phòng Viện trưởng Viện Hóa đạo của tôi thì có một biểu ngữ nền vàng chữ đỏ ghi: muốn quần chúng tuân theo kỷ luật thì phải theo quần chúng. Tôi vào tới bàn giấy của tôi thì có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư, yêu cầu các thượng tọa trong Viện Hóa đạo không được theo Thượng tọa Tâm Châu. Tôi định lên chánh điện Việt Nam Quốc tự lễ Phật. Tại đây có mấy các vị tăng thanh niên không cho tôi vào chính điện Việt Nam Quốc tự và hăm dọa ai muốn vào chùa
hãy bước qua xác chết của họ. Tôi vô cùng chán nản, không biết cách nào vãn hồi được trật tự. Tôi trở về chùa Từ Quang. Về chùa Từ Quang cũng có một đĩa máu, một con dao và một huyết thư, cấm tôi không được hoạt động nữa. Và người trong chùa cho biết là họ hăm dọa sẽ đốt xe ám sát. Và chính các vị tăng thanh niên đang tụ tập tại niệm Phật đường Quảng Đức bàn cờ định sang chùa Từ Quang giết tôi. May có sư cô Vân biết được cấp báo cho tôi biết, tôi trốn thoát. Chí Việt bằng ngoặc ở đây, cái này là chính anh Cá Chép là người đã bảo vệ ông Thích Tâm Châu này trốn thoát khỏi cái chùa Từ Quang. Chí Việt đóng ngoặc đọc tiếp. Từ đó tôi phải đi nghỉ, nay tại nhà này, mai tại nhà khác, nay tại tu viện Nhu Đạo Quang Trung, mai tại nhà Tuyên Ý Phật Giáo. Từ đó Việt Nam Quốc Tự bị tăng ni và quần chúng theo Cộng sản nắm giữ, thao túng liên tục ngày này qua ngày khác, ra đường Trần Quốc Toản ngã 6 Sài Gòn, Chợ Lớn biểu tình, đả đạo và đốt hình nộp Tổng thống Mỹ, tướng Thiệu, tướng Kỳ. Tôi không dám tới và làm việc tại Việt Nam Quốc Tự nữa. Tại Huế, Đà Nẵng và vài nơi khác tại miền Trung cũng vậy, không sao vãn hồi được trật tự. Lại thêm sự xích mích giữa tướng Nguyễn Chánh Phi và các tướng tại Sài Gòn, nhóm lập trường ở Huế ra đời, đòi hỏi bầu quốc hội, đòi hỏi ngưng chiến tranh. Kết quả các tướng Sài Gòn mang quân ra vãn hồi trật tự ở miền Trung, Thượng tọa Trí Quang cùng nhóm tranh đấu tại Huế kêu gọi Phật tử đem bàn thờ Phật ra đường để ngăn cản bước tiến của quân đội chính phủ, cho các cán bộ cộng sản nằm vùng trà trộn tẩu thoát. Phong trào mang bàn thờ Phật ra đường lan tràn khắp nơi và vào cả đến Sài Gòn. Tại Sài Gòn họ đem ảnh Phật ra để trên đống rác. Nhìn cảnh tượng ấy tôi cảm thấy đau lòng, liền ra một thông bạch yêu cầu Phật tử không nên đem Phật ra đường. Thượng tọa Thiện Hoa, phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, đột nhiên ra một thông báo tán thành việc đem Phật ra đường. Tại Đà Nẵng, cũng như một số nơi khác, ngoài việc đem Phật ra đường, còn ghim súng nấp sau tượng Phật bắn ra khi quân đội tiến vào kiểm soát chùa. Đem Phật ra đường rồi, Thượng tọa Trí Quang vào tòa hành chánh tỉnh Thừa Thiên tuyệt thực. Sau chính phủ đưa Thượng tọa Thích Trí Quang vào Sài Gòn ở nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tài, Thượng tọa vẫn duy trì việc tuyệt thực, có uống nước thuốc dưỡng sức đóng mặt cho đến khi chính phủ quân nhân y lời hứa hồi tháng 4 năm 66 bầu cử quốc hội lập hiến vào ngày 3 tháng 9 năm 66. Sau khi thanh toán sự hỗn loạn tại Huế và một số tỉnh khác tại miền Trung, thì tại đô thành Sài Gòn, chính phủ cũng thanh toán xong nhóm náo loạn tại Việt Nam Quốc Tự. Tòa đô chính Sài Gòn chính thức viết thư xin lỗi giáo hội vì nạn bất đắc dĩ phải thanh toán nhóm náo loạn tại Việt Nam Quốc Tự. Chứ thực tâm chính phủ không dám xâm phạm vào tôn giáo. Tôi trở về làm việc tại Việt Nam Quốc Tự, nhưng một số các vị tranh đấu nhất định không về. Các vị cho rằng chính phủ xúc phạm đến tôn giáo và cho tôi là thân chính quyền. Tại miền Trung, Thượng tọa Trí Quang cho tuyên truyền rằng Mỹ mua Đức Tâm Châu với 3 triệu Mỹ Kim và cho tôi là cậu của tướng Nguyễn Cao Kỳ, đem quân đội ra tàn sát Phật tử miền Trung, vân vân. Đó là chỗ nảy sinh ra sự mâu thuẫn giữa tôi và các vị tranh đấu. Từ chỗ mâu thuẫn ấy, tại Sài Gòn, Thượng tọa Trí Quang và nhóm tranh đấu vu khống cho tôi là người Mỹ, cho tôi 1 triệu Mỹ Kim và trả lương cho tôi mỗi tháng là 20.000 Mỹ Kim. Thực ra tôi chưa được 1 đô la của Mỹ, chứ nói chi đến vạn, đến triệu. Tôi vẫn nhẫn nại làm việc, tuân theo lời dạy của Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết triệu tập Đại hội Giáo hội tại Việt Nam Quốc Tự từ chiều 21 tháng 10, 66. Buổi chiều ngày 22 tháng 10, 66, Đại hội mới duyệt xét chương trình nghị sự xong. Bất ngờ 3 giờ sáng ngày 23 tháng 10, 66, tại chùa Ấn Quang, một số các thượng tọa đã lén lút thành lập Hội đồng Viện Hóa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Quý vị thấy chưa? Thấy nha, ông Thích Tân Châu mới công bố nha. 3 giờ sáng của ngày 23 tháng 10, 66, tại Ấn Quang, một số các thượng tọa đã lén lút thành lập một cái Hội đồng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đề cử Thượng tọa Thích Thiện Hoa làm viện trưởng, coi như lật đổ tôi.
Từ đó có ra Viện Hóa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Ấn Quang. Vậy đâu là chỗ chia đôi và lũng đoạn giáo hội thống nhất? Sau đó Viện Hóa Đạo Ấn Quang chuyển hướng theo đường hướng hòa bình khuynh tả. Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử các vị ra nước ngoài liên lạc với các nhóm phản chiến, yêu cầu Mỹ rút quân, phản đối chính sách chống cộng của Việt Nam Cộng Hòa, đòi hòa bình. Viện Hóa Đạo Ấn Quang cử Thượng tọa Nhất Hạnh làm trưởng phái đoàn hòa bình bên cạnh hòa đàm Paris. Đấy, nghe rõ chưa? Thượng tọa Thích Tâm Châu nói đấy, không có phải là ai nói vào đây cả đấy nhá. Đấy, thành lập Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là do cái đám Ấn Quang, là do cái đám khuynh tả chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đòi Mỹ ngưng chiến, phản chiến. Để những việc đọc tiếp: Ấn Quang là một Phật học đường danh tiếng, cung ứng cho nhu cầu phát triển Phật giáo miền Nam rất nhiều. Nhưng từ nửa năm 66 trở đi, Ấn Quang đã bị cưỡng ép làm nơi tranh đấu của các vị ưa tranh đấu. Sang năm 67, tôi triệu tập 8 giáo phái hội đoàn tại Việt Nam Quốc tử, tuyên bố rút lui chức viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại hội đề cử Thượng tọa Thích Thiện Tường người Nam lên thay thế tôi làm viện trưởng. Và đại hội này nhận thấy hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị chủ trương nhất thống tiêu diệt các giáo phái hội đoàn, nên đại hội đã tu chỉnh bản hiến chương ấy cho phù hợp với các giáo phái hội đoàn. Bản hiến chương tu chính này được thông báo cho chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu biết. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký sắc luật 23/67 ngày 18 tháng 7 67 công nhận hiến chương ấy. Sau khi rút lui khỏi Viện Hóa Đạo, tôi trở ra chùa Từ Quen, Vũng Tàu của tôi, vui cùng cảnh vật thiên nhiên, cho vơi bớt những sự ưu tư vất vả. Tại Sài Gòn, Giáo hội Thống Nhất Ấn Quang lại phát động phong trào tranh đấu, đòi hỏi không được tu chính hiến chương. Thật vô lý, Ấn Quang chỉ có 3 giáo hội, giáo đoàn, mặc dù tăng ni Phật tử đông. Việt Nam Quốc tự có 8 giáo đoàn, hội đoàn, dù rằng người ít, vẫn có quyền tu chính hiến chương, chứ không phải hủy bỏ hiến chương. Đùng một cái, một hôm vào khoảng tháng 7, vào khoảng 7 giờ tối, một số tăng ni tại chùa Ấn Quang được sự hỗ trợ của các dân biểu thân Ấn Quang có súng như Kiều Mộng Thu v.v. đột nhập vào Việt Nam Quốc tự, bắt Thượng tọa Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Tường cùng với rất đông chư tăng đem về nhốt tại chùa Ấn Quang. Ngày hôm sau, nhà tuyên lý Phật giáo can thiệp mời các vị Ấn Quang ra khỏi Việt Nam Quốc tự. Sau đó Giáo hội Thống Nhất tại Việt Nam Quốc tự lại phải đề cử Thượng tọa Thích Minh Thành người Nam lên làm viện trưởng. Vẫn chưa yên, lại một hôm khác vào chập tối, phe Ấn Quang lại đem người, đem khí giới tái chiếm Việt Nam Quốc tự một lần nữa. Lần này họ bắt hết tăng chúng, lấy hết đồ đạc nhiều máy may của Việt Nam Quốc tự và đốt cháy một dãy nhà phía tây trái Quốc tự. Nhà tuyên lý Phật giáo lại phải can thiệp để vãn hồi trật tự. Sau biến cố này, Giáo hội Thống Nhất tại Việt Nam Quốc tự phải đề cử Thượng tọa Thích Tâm Giác, giám đốc nhà tuyên lý Phật giáo, kiêm nhiệm viện trưởng Viện Hóa Đạo mới yên. Hai lần Ấn Quang đánh phá Việt Nam Quốc tự như trên, hỏi ai làm nhơ nhất cho lịch sử Phật giáo Việt Nam? Sự việc rõ ràng như thanh thiên bạch nhật, mà nhóm tranh đấu của Ấn Quang được sự hỗ trợ ngầm của Cộng sản năm vùng lại phải lãi nhại vu khống cho Việt Nam Quốc tự là chia rẽ giáo hội, Thích Tâm Châu phá hoại và lũng đoạn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thật như câu phương ngôn của Việt Nam thường nói, vừa đánh trống vừa ăn cướp, vừa ăn cướp vừa la làng, cậy đông lấy thịt đè người, mặc sức vu khống, thao túng, không coi nhân quả là chi cả. Cho đến nỗi những vị tăng không biết chút gì về việc tranh đấu, việc xây dựng giáo hội, cũng như các vị tăng ni Phật tử từ ở xa hay sau này cũng nga vua hùa theo sự tuyên truyền nhồi dọ của nhóm tranh đấu Ấn Quang và Cộng sản nằm vùng trong suốt hơn 30 năm nay. Thật tội nghiệp. Nói thẳng thắn, cuộc chiến quốc cộng tại Việt Nam, không có một tôn giáo, một đoàn thể nào không bị Cộng sản nằm vùng gây chia rẽ phá hoại. Việc trên Chúa giáo có những cán bộ gọc nằm vùng như Vũ Ngọc Nha, Huỳnh Văn Trọng, Phật giáo cũng vậy. Cộng sản nằm vùng từ thượng tầng tới hạ tầng càng dễ dàng hơn. Thực sự cuộc tranh đấu từ tháng 6 66 cho đến nay chia đôi giáo hội
đều do bàn tay cộng sản đạo diễn, làm hại cho Phật giáo và quốc gia Việt Nam không nhỏ. Vì vậy, Phật giáo không phải là không có trách nhiệm liên đới đến sự để mất Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản. Vấn đề này, chính Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng thường nhắc đi nhắc lại. Cộng sản từng tuyên bố Phật giáo Ấn Quang hai lần có công với cách mạng. Vấn đề hòa hợp, hòa giải và các tạp sự sau đó. Đầu thập kỷ 70, hòa đàm Paris đang tiến đến hồi mặc cả có lợi nhiều cho Cộng sản. Thì tại Việt Nam, phe tranh đấu Ấn Quang do Thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo đã cho thành lập phong trào hòa hợp hòa giải dân tộc do ông Vũ Văn Mẫu được coi là thủ lãnh. Phong trào này không được sự tán thưởng của Thượng tọa Thích Thiện Minh và Huyền Quang, vì hai thượng tọa này không tán thành phong trào hòa hợp hòa giải dân tộc, nên Thượng tọa Trí Quang và phe nhóm của Thượng tọa đã tung ra một chiến dịch bôi bẩn Thượng tọa Thiện Minh và Thượng tọa Huyền Quang một cách tàn nhẫn. Cũng vì chiến dịch này, trong suốt một năm, Giáo hội Thống nhất Ấn Quang không thể triệu tập được một đại hội để bầu cử chức vụ viện trưởng Viện Hóa Đạo, vì Thượng tọa Thích Thiện Hoa đã viên tịch, khiến cho Thượng tọa Thích Trí Thủ là một vị tổng vụ trưởng phải đứng lên xử lý thường vụ. Tình hình biến chuyển hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 75 là ngày cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Những bộ mặt thân Cộng sản đã lộ rõ nguyên hình, không ai mà không rõ. Khi quân Cộng sản từ rừng về Sài Gòn, đã có 500 tăng ni của phe tranh đấu Ấn Quang ra đón chào. Ngày 19 tháng 5 75, phe tranh đấu Ấn Quang đã tổ chức sinh nhật Hồ Chí Minh tại chùa Ấn Quang. Hiệp thương chính trị thống nhất hai miền Nam Bắc của Cộng sản, một thượng tọa của phe Ấn Quang đã làm một bài tham luận nịnh Cộng sản, kể công của Ấn Quang và đả kích nha tuyên úy Phật giáo cùng Giáo hội Thích Tâm Châu. Vào khoảng năm 80-81, chính Thượng tọa Thích Trí Chủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Ấn Quang cùng các vị cao cấp nhất của phe tranh đấu Ấn Quang đã tích cực vận động thành lập và tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ Hà Nội, mà người ta thường gọi là Giáo sứ Quốc doanh hay Giáo hội Nhà nước. Chỉ có các Thượng tọa Thiện Minh, Hiền Quang, Đức Duận, Quảng Độ và một số nhỏ các vị khác không tán thành nên bị bắt hay bị giết. Vào năm 86-87, ông Gorbachev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, chủ trương cởi mở, thì tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng theo chủ trương ấy. Sau đó, chủ nghĩa Cộng sản bị tan rã tại Nga, tại Đông Âu, thì tại Việt Nam, hình thức chuyển hướng là sự cần thiết để sống còn của họ. Họ đã cho các chùa được sinh hoạt tín ngưỡng một phần nào, trả một số cơ sở cho các chùa, cho một số thanh niên tăng ni được học hỏi Phật Pháp và có thể bước đầu thí nghiệm của họ. Họ cho một số người nào đó đòi hỏi quyền tự do dân chủ để tiện dịp nhận diện những người quyết tâm tranh đấu để có thể triệt hạ sau này. Hòa Thượng Thích Đôn Hậu đã khơi mở ra phong trào Phật giáo thống nhất hải ngoại và Hòa Thượng Thích Huyền Quang tiếp nối sự nghiệp ấy. Tại Hoa Kỳ cũng tổ chức thống nhất rầm rộ, kết cuộc có ra 2-3 giáo hội thống nhất. Tại Âu Châu có nhiều giáo phái hoạt động riêng biệt, nhưng có một số chùa có các vị tăng trung niên và thanh niên kết hợp thành Giáo hội Thống nhất Âu Châu tại Úc. Dân số Việt Nam tị nạn vào khoảng 150.000 người. Giáo hội Thống nhất Úc và Tân Tây Lan đã thành hình với số tăng ni ít ỏi, số chùa độ trên 10 ngôi. Số Phật tử tới các chùa tính chung là khoảng 7-8.000 người. Nội bộ giáo hội thì không ổn định và có vẻ phức tạp. Hòa Thượng Thích Huyền Quang tại Việt Nam đang là người trỗi lên, đòi lại danh xưng và sự phục hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hòa Thượng là người đầy đảm lược, đầy kinh nghiệm với chủ nghĩa Cộng sản. Tôi rất kính mến Hòa Thượng, tôi đã viết thư khích lệ Hòa Thượng. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho việc làm của Hòa Thượng được thành công viên mãn. Cuộc tranh đấu hiện nay tại Việt Nam do Hòa Thượng Huyền Quang lãnh đạo thật vô cùng khó khăn. Khó khăn bởi bao mưu cơ, tạo thuật của Thích Trí Quang cũ nằm trong Giáo hội Nhà nước ngăn trở. Khó khăn bởi hiến pháp Cộng sản bao vây. Khó khăn ngay trong nội bộ của Giáo hội Thống nhất Ấn Quang, tập quyền, kỳ thị, thiếu thiện cảm với các giáo hội Phật giáo khác, và có thể có khó khăn với các tôn giáo khác qua những nhận xét sâu xa. Tuy nhiên, Cộng sản là kẻ thù chung của nhân loại xóa bỏ những mặc cảm riêng tư và tích cực phục vụ chung cho chính nghĩa quyết thắng, chủ nghĩa Cộng sản không sao tránh khỏi luật đào thải và chắc chắn phải nhường chỗ cho thể chế tự do dân chủ của toàn dân Việt Nam. Kết luận,
giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấm nhuần vào lòng dân Việt Nam đã gần 2.000 năm. Phật giáo đã hòa đồng cùng vận mệnh thịnh duy của dân tộc. Phật giáo đã sản sinh những nhân vật đức hải hòa trong sự nghiệp cứu nước và dựng nước. Nhưng đôi khi Phật giáo cũng bị những nhân vật cậy tài, ỷ thế, kỳ thị, thiếu sáng suốt, thiếu hỷ xả gây tan nát cho đạo giáo và quốc gia không ít. Phật giáo tôn trọng tự do nhân chủ tuyệt đối, không chủ trương tập quyền cho một cá nhân hay một nhóm người. Vì hễ có tập quyền là có độc tài, là có bè phái, có những thủ đoạn để củng cố quyền lực. Gần một thế kỷ nay, nhân loại bị đau khổ đến cùng cực bởi nạn tập quyền của Cộng sản. 30 năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chủ trương tập quyền chưa thấy đem lại một tia hy vọng hòa hợp và an lạc cho đại chúng. Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ triền miên trong sự chia rẽ, đã có 2-3 tổ chức thống nhất Phật giáo Việt Nam tại Úc tập quyền thống nhất trong tay của một nhân vật tham độc, thiếu tài đức, gây bè phái, kỳ thị Trung Bắc hãm hại huynh đệ đồng bào, đồng đạo, mặc cho gần 100.000 Phật tử Việt Nam tị nạn tại Úc không nơi nương tựa, mặc cho danh dự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bị tổn thương nặng nề. Ôi Phật giáo Việt Nam, ôi Phật giáo Việt Nam, ai gây chi đắm niềm đau khổ vũ trụ này van đến nghẹn lời, lửa thiên đạo màu. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bạch thư này viết ra trong hoàn cảnh bất đắc dĩ. Bạch thư này được viết ra bằng những dòng lệ nóng thương đời, thương đạo. Bạch thư này ra đời, có người ưa, có người không ưa, vì sự thật mất lòng. Nhưng giả dối phải nhường chỗ cho sự thật, để cho quốc gia, cho đạo pháp được trường tồn, cho nhân dân Việt Nam được thức tỉnh và cho nhân loại được hưởng niềm an lạc của chánh pháp. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ chuyển hóa đất nước Việt Nam, đạo giáo Việt Nam, nhân dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản, thành một nước tự do dân chủ, ấm no hạnh phúc và thịnh vượng, chuyển hóa tâm niệm của các Phật giáo trong và ngoài nước, biết rõ mình như lời Phật dạy, tiến tu và đạt tới đích giác ngộ, giải thoát. Cầu mong quý ngài và quý vị luôn luôn được niềm an ủi như ý trong ánh đạo từ bi và trí tuệ.